Hello chào bạn, hôm nay mình sẽ chỉ bạn cách sao mà trồng một cái cây cải mà về rau quả rất là phát triển mạnh nhanh và tốt như bạn. Trong vòng 5 tuần lễ là bạn có một cái vật cải rất là ngon. Cái đây là mình trồng cây cải, mình lấy từ cái hột giống mình trồng trong mình bỏ trong một cái chậu đó bạn. Rồi cái xong mình rải đi trong vòng 2 tuần lễ 10 ngày nó ra một cây con bao nhiêu nha bạn. Nó lên cây con nhỏ. Rồi sau đó mình trồng vô trong cái ống nước này. Nếu nhà bạn không có mà đất đai rộng rãi đó, đất chặt quá đi và không có như xi măng hoặc là không có đất nữa thì muốn đồ ăn bạn muốn trồng một cây mà cái mà organic nó không có tốt chứ mà nó không có bỏ qua quá chất gì hết nhưng bạn mà tự trồng ở nhà nha. Thì cái này là mình trồng được 5 tuần, đúng 5 tuần lễ rồi thì nó rất là xanh, nó đã có bông rồi, nó lên bông rồi, nó lên rất là tốt bạn. Những cái cải mình đã trồng rất là xanh, lá rất là mọc mềm mại nhưng bạn mình chỉ bí quyết làm sao những cái loại phân nào, loại đất nào để cho trồng những cái cây về tropical, những cái cây mà như rau trái quả, những cái cây về vùng nhiệt đới á, để thích những loại phân nào nha bạn. Không phải bằng bỏ, mình không phải ra mua phân mất tiền, nó 14-15 đồng một bao chưa chắc là nó tốt bằng cái phân rẻ 2-3 đồng bạn nhân bạn. Thì đầu tiên là bạn mua thóp xôi, cái này là thóp xôi, cái bao này thóp xôi nó bán chừng 2 đồng một bình. Cái này thóp xôi bạn nha, nó bằng cát, bằng hữu cơ rất là tốt, thì mình rất là tốt nha bạn. Bằng nó hơi nặng chút xíu nhưng mình khuyên bạn mua thóp xôi này nha. Rồi sau đó bạn sẽ mua, bạn sẽ cần một cái loại, cái này là blend food. Cái này blend food các bạn, cái này nè, cái này là blend food. Đó, blend food cái này nghĩa sao là nó tất cả các loại cây, mướp, bầu, bí và tất cả các loại bạn đều dùng được hết. Những cái nói là chung là đại khái những cây bông hoa, bông hoa, mọi cây bông hoa, trái cây, những cái bông về trái, cây bông hoa, rau quả đều được hết các bạn. Nhưng khi mà dùng á thì nó có cái bịch xanh này, mình lấy cho bằng coi nha. Nó bán một cái bịch xanh màu xanh. Bạn cắt ra một cắt ra đi thì bạn mình chỉ cách bạn sử dụng nha. Bạn cắt ra bằng cái thùng này bạn mua là cái này chừng 2 gallon đó, thì 2 gallon thì bạn bỏ chừng một muỗng cà phê thôi, một muỗng cà phê nó màu xanh rất là tốt. Cái này nó không có chất chemical, nó làm rất là tốt. Cái này nó làm cho tự cho trái cây bông hoa được trái được. Một muỗng cà phê và bạn bỏ vô đây đó, bạn nhớ một muỗng cà phê bỏ vô rồi sau đó bằng lắc bằng khuấy đều lên nha. Mình dùng cái cây bằng khuấy đều lên, mình khuấy trở đều cái lên cho nó đều. Rồi sau đó bạn biết làm sao không? Sau đó bạn sẽ tưới vô cây, nhân tưới vô. Thì cái mình trồng trong cái bình này rất là tốt các bạn. Cái nhựa này nó không có mục. Sau khi bạn làm á, thì bạn bỏ đất vô. Mình làm cái video trước mình cho bạn thấy đó. Thì mình bỏ đất vô trong này. Rồi sau đó mình ưa cái cây lên, mình cắm vô đây. Thì mình trồng vô này thì trong thời gian 5 tuần lễ thôi, rất là xanh, bạn biết không? Rất là xanh. Bạn dùng cái đất này cho mình nha. Cái đất này rất là tốt, nó rẻ tiền, nó vừa tiền bạn nó không mất. Còn cái này bạn nhớ là 10 ngày bạn tưới một lần. Thì cái cây cải này mình tưới được 2 lần thôi. 2 lần thì mình tưới thì khuyên bạn tưới một vào buổi tối cũng được. Thì buổi tối nó tốt hơn, nó không có nóng. Buổi tối nhiệt độ nó mát. Nên chừng cỡ 8-7 giờ mà tối. Chiều tối bằng tưới cái phần này lên thì nó rất là tốt. Nó cái này nó không có ảnh hưởng gì đến cái vào mà chết cây. Nhưng mình tưới buổi tối tốt nhất. Mình lấy giấm đâu biết không? Giấm đồng pha chừng 50-50. Giấm để nấu ăn á, giấm nấu ăn bằng dùng cũng được. Thì bằng mỗi cái bình nước mình xịt xung quanh cái độ xa chừng 1-2 feet cũng được. Giấm thì không ảnh hưởng gì đâu nha. Còn xịt xung vòng tròn thì tối hôm sau nó không tới nó ăn được nữa. Cái lá cây này không ăn được nữa. Còn nếu bằng trồng xuống đất cũng vậy đó, bằng lấy giấm mình xịt xung quanh cho mình. Thì ngày hôm sau là những con kiến, những con sâu bọ, những con ăn, con sâu đêm nó ăn đó, nó cái mùi nó không tới nha bạn. Thì những cái cây cỏ này, những cái cây cải này rất là thích cho những cái con sâu đêm nó ăn một đêm thôi là trụ được hết nha bạn. Thì bạn khuyên bạn là dùng cái loại phân này cho mình nha, cái phân màu xanh đây nè, cái màu xanh đây nha, màu xanh này. Rồi bạn pha chừng 2 gallon, một muỗng cà phê cho cái bình này. Bạn tưới 10 ngày, bạn tưới một lần ha. Còn tưới 10 ngày tưới 1 lần. Cái đất thì đất thóp xôi, đất này rất là rẻ tiền, bạn không cần mua đất mất tiền nha. Cái thóp xôi này nè, cái bao này mua ở đâu được hết. Thóp xôi nó hơi nặng, nó có cát, nó phân hữu cơ rất là tốt, nên mình khuyên bạn mua cái này. Còn cái này mình trồng trong vòng 5 ngày 10 năm tuần đúng thì nó rất là xanh. Để mình quay lại gần cho bạn thấy cái cây mình trồng thế nào nha, cái cải trồng thế nào. Rồi mình làm giống như mình nha bạn ha. Các bạn ơi, mình chỉ bí quyết của bạn. Thì nhiều lúc mình trồng những cái cây này đẹp, tốt mà mình
có một cái mình bực cái gì bạn không? Nhiều người mà hỏi mình là tại sao cái cây tôi trồng cứ những cái con sâu nó ăn những cái lá cây qua đêm nó cắn cây chết, là những con trùng nó cắn những cái lá này nó bị chết các bạn. Thì rất là đơn giản thôi. Thì nếu bạn làm theo cái yếu mình đó, thì mình trồng cây được 5 tuần vững rồi, 5 tuần cây cải rất là xanh. Thì bạn trồng tất cả các loại cây cải, rồi cây mướp, cây bí, cây bầu, cây xà lách, vân vân. Những cây đó đều là những con sâu bọ, là một cái nằm móng của sâu bọ nó ăn rất là nhanh. Nó chỉ một đêm thôi nó ăn trụ lụi hết bạn đó nha. Những lúc mình trồng những cây này tốt quá rồi nó ăn rất là ngon, nó ăn một đêm thôi sạch trơn đó bạn biết không. Nhiều người hỏi mình tại sao cái cây này là mình trồng nó ăn lá mà cái lá nó không được, nó bị lủng lỗ. Nhiều lúc bạn thấy không, ta trồng những cây mà rau quả đó, những cái con sâu nó đâm những cái lỗ lá, những cây cải nè, cây cải là rất là ngọt, do đó những con sâu nó ăn cái lá thành lủng lỗ rồi rất là nhiều. Do đó mình chỉ nhân bí quyết bằng cách sao để bằng trồng những cái cây cả nó đạt mà bạn ăn nó ngon lành. Khi bạn đi ra mua một cái cây của cải salad hoặc một cây lá cải nào đó thì bạn về thấy nó những cái lá lủng rách thì bạn cảm giác bạn không muốn ăn, bạn thấy ghê quá bạn không dám ăn. Nhiều lúc nó ăn hoặc nó bỏ những cái cây nó đẻ trong những cái cây đó cũng có nữa, những cái lá, những cái mầm bệnh nó đã đẻ dính trong này nè. Khi nó ăn thì nó những cái dốc nước bọt của nó và cả những cái trứng của nó vẫn nằm trong này thì mình ăn vô người mình không có tốt. Nhưng đó mình khi mình trồng cây đó bạn biết không, thì mình rất là kỹ càng. Những cái lá cây nào mà nó có những con nó ăn rồi thì bạn chụp bỏ đi, đừng ăn nữa. Mình không biết nó vô nó ăn đâu, nó bám những cái gì trong đó mình rửa, nhiều lúc cái trứng nó chưa chắc sạch đâu. Nhưng bạn nhiều lúc mình ăn sống mà, rau mình ăn sống mình đâu ăn chín đâu. Do đó mình cứ cải này thì chín mà nói gì, nhưng mà ăn rau sống đó thì mình rất là ảnh hưởng cho sức khỏe của mình. Do đó mình khuyên bạn làm sao mình bạn cách làm sao để bạn trị được nó. Thứ nhất là bạn lấy giấm đó bạn, giấm chua, giấm ăn của mình đó thì bạn pha 50-50 cũng được, pha đều vô. Rồi sau đó mình dùng cái bình xịt. Mình xịt xung quanh cái cách sát cũng được, mình xịt sát cái phần xung quanh mình trồng cái cây đó, nhưng mà để mình trồng một cái vận cách bao nhiêu mình xịt lên cho nó. Xịt thì mình xịt trong vòng, xịt buổi tối bạn nhớ xịt nha, mà xịt buổi tối mình xịt cách cái khoảng chừng một chút xíu thôi, sát vô cũng được thì cái nấm nó không ảnh hưởng gì đến cái cây này hết. Rồi sau đó bạn xịt xung quanh, bạn nhớ khi mà mình xịt buổi tối thì con sâu nó sống về đêm, nó ăn đêm thôi. Mình xịt buổi tối mà nếu trường hợp trời mưa thì nó trôi đi, thì bằng ngày sau mình xịt tiếp tục nữa. Mình xịt từng 3-4 lần thì cái mùi nó hôi, nó thấm dưới đất hoặc thấm dưới cái nền, nó không có đi nữa thì con sâu nó sẽ không tới, nó phá các bạn những cái này nha các bạn. Thì rất là bí quyết, rất là nhiều, rất là đơn giản thôi. Do đó từ khi bạn trồng cái những cái cây này, bạn biết sao mình trồng được cái bình nhựa này nè, thì mình trồng nó thì rất là đạt kết quả, được 5 tuần lễ thôi nó đạt cái cây cải nó bao nhiêu đó bạn. Thì mình dùng những cái phân nãy mình nói bạn rồi đó, thì những cái đó rất là tốt, nó cho trái cây nha bạn. Cái blend food đó, bạn mua một hũ rất là bự, có mười mấy đồng bạc là rất là nhiều trong đó. Bạn cắt một cái muỗng cà phê nhỏ thôi, bạn đổ vô cái 2-3 gallon rồi bạn tưới nó, thì 10 ngày bạn tưới một lần, bạn nhớ nha, 10 ngày bạn tưới một lần thì bạn tưới vô gốc cây rất là tốt. Còn cái cục tròn này mình trồng thì mình không còn đất nữa, do đó mình trồng trong này là rất là tiện, rất là lợi diện tích của mình. Thì khi bạn trồng cái nguyên đám này là một đống bự lắm, do đó mình dồn vô một cục chừng có 3-4 cục gạch thôi thì bạn đã có một cái chậu bông ăn rất ngon, chậu cải ăn rất ngon, nó giống như một cái bông vậy, một cái bông đẹp cho bạn nữa nha, rất là đẹp cho bạn. Do đó mình làm ngồi mình suy nghĩ hoài, giờ vợ mình nó đi ra ngoài ăn ra mua thì nó nói là cái cải vì cái dâu những cái lá cây nó đắng, hoặc là đắng nữa bạn biết không, đắng là tại sao, thì đắng quá về luộc đắng nó buồn, nó ăn không được. Do đó mình kiếm cách mình suy nghĩ hoài, tại mình không cần đất nữa, thì nhiều lúc mình nhà mình không có đất nữa, do đó mình còn làm cách này thôi. Mình sẽ cắt cái ống nhựa, thì ống nhựa này mình đi lượm về rồi mình cắt, mình làm tròn, mình đục cái lỗ mình trồng lên thì nó cho nó kết quả giống vậy bạn nè. Ít bữa mình trồng xà lách nữa, trồng tất cả các trồng ống nhựa này hết cho bạn coi những cái video mình tiếp tục mình làm nha các bạn. Bạn cứ theo dõi những video mình đi, mình có những cái chương trình nào mới mình chỉ cho bạn ha. Rồi mình bạn cái bạn quan trọng nhất là bạn sao bằng tưới cái nước đó, cái nước mình gọi là blend food đó, là 10 ngày một lần bạn tưới thẳng cho một cái gốc cây rồi để cho mình luôn đi. Rồi khi mà đến hồi khi bạn thu hoạch xong rồi, bạn đừng có nhổ cây lên nha bạn, mà giữ cái cải cho mình đi. Thì bạn mỗi lần ăn á là bạn cắt cái dưới đây nè, bạn cắt dưới đây thôi, còn phía trên bạn vẫn để cho mình, đừng có nhổ cái cây nó uổng lắm. Khi nó già rồi cái phần mà cái bông của nó thành nó có hột giống, bạn giữ lại sang năm bạn sẽ tiếp tục nữa, mình trồng tiếp tục nữa. Thì bằng nếu bạn trồng cái cải này nó sống quanh năm nha bạn, không phải là mùa miệt gì hết, thì cái nắng là nó work thôi. Còn nếu bạn cảm giác bạn thấy nó nắng quá thì bạn cần che một miếng ni lông màu trắng đó, bạn che phía trên thì nó sống quanh năm, tự vì cải này không có mùi hết, nghĩa là khí hậu nóng bạn trồng đều được hết, với điều kiện bạn phải che. Khi mà nóng có nhiệt độ quá trên 100 độ F á, thì bạn phải che, thì cái lá này rất là dễ bị cháy. Nếu mà nó nóng quá thì cái cải nó bị cháy. Do đó mà khi mình trồng mấy cái cây mà
cải ra, bắp cải hoặc là cái salad, những cái rau thì bạn điều tra cho mình hết nha bạn. Bạn che một lớp mỏng, lớp ánh sáng như là cái mi lông trắng á, bạn mua trong tất cả đâu nó có bán, nó phủ trên cho mình, còn làm một phủ phía trên, làm cái nhà nhân viên hơi đơn giản chơi thôi, thì nhỏ nhỏ mình nhỏ nhỏ thôi. Thì bạn trồng trong này nè nha bạn, trồng trong này là rất là rộng diện tích của bạn, thì mỗi ăn buổi sáng ra bằng bẻ miếng. Còn có thể bằng trồng ngò, trồng mướp, trồng ngò thôi, sorry bạn, trồng ngò ha, rồi trồng những cái cây gì bằng nhỏ 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 mà trồng trong này cho bạn ăn mà rau bứt thôi. Nhưng mà trồng đu quế cũng được, đu quế bên trong này cũng dễ thương, rồi cắm 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 là nó lên thì rau bứt chè lá ăn, trồng đu quế rồi dưới trồng ngò rồi dưới trồng trồng những cái gì bằng chút 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 bằng cái trồng theo cái thứ tự nè, rồi khi buổi sáng mà rau bứt từng cái bằng ăn, bằng muốn làm vậy bứt vô nhớ, nó rất là nhỏ mình rất là lợi diện tích của bạn nha bạn. Do đó mình khuyên bạn làm giống như mình đi, thì bạn cứ ăn hoài, bạn không bao giờ mà bạn không có lúc mới nấu nấu đồ canh, nấu những cái gì bằng ra bằng bứt còn nấu liền nha. Ok, giờ mình quay quay gần cho bạn thấy là cái cải mình trồng 5 tuần lễ nó có những phát triển thế nào, rồi mình sẽ chỉ bằng rõ ràng chừng chút xíu nha. Bạn thấy chưa, cái cải mình là mình trồng á, là đây mình trồng ngò nè, cái ngò này nè mình trồng chơi cho vui thôi. Giờ mình trồng ngò, nếu bạn thích thì bạn trồng dưới cái phần này cũng được, bạn cắt ra một vòng tròn, bạn trồng đều hết trong này luôn. Còn cái đất này bạn biết sao không, cái đất này nhiều người hỏi tại lấy đất ra rất là khó, không đâu khó đó bạn. Cái đất này đó khi mà bỏ cho rồi đó thì nó ăn hết một một mùa là nó ăn hết một gần một nửa rồi, một nửa cái này rồi, thêm lại bỏ hốn đất bằng bỏ cho tiếp vô cái lỗ này nữa, bằng nhét vô cho mình cho rồi, rồi bạn mới trồng tiếp tục nữa nha, và không cần lấy đất ra nha bạn. Cái đất này rồi sau đó bạn bổ túc thêm những cái phân mình nói đó, cái phân blend food á, thì bạn sẽ bỏ trong này cho mình. Rất là tốt, cái phân blend food nó bỏ này mình tưới vô là nó nằm đủ rồi, bạn không cần bỏ gì thứ khác nữa nha bạn. Thì cái cây cải này mình trồng được đúng 5 tuần lễ đó bạn, mà thấy đẹp không? Ok, giờ mình cái lá đó, cái lá mà thấy cái lá nó không có một con sâu nào hết, mình dùng cái loại cái giấm đó bạn biết không, mình xịt xung quanh đó. Đó, những người hỏi bạn tại sao mà cái cây mình là cái giấm mà có thể cái lá cây những cái ổi, cái sồi, những cây gì của bạn á, cái ổi, cái mãng cầu, nếu con sâu lên ăn cái lá và con làm những cái lá mình hư cái ổi á, thì bằng niềm giấm mình xịt lên cũng được, cái giấm mình pha với nước á, mình spray lên cho mình nha. Nó cũng là cái mùi đó nó làm cho mấy con vật đi hết trơn thôi. Đó, cái bạn thấy cây cải của mình không? Nó rất là đẹp. Đây là cái bông nha bạn, cái bông nó mọc nè, bông nhỏ xíu nè. Đó mình trồng đúng 5 tuần lễ đó bạn. Thì bằng cái cải này bằng trồng á, bằng luộc lên ngon lắm. Khi mà cải bằng trồng ở nhà đó, bằng luộc lên bạn biết sao không? Bằng luộc lên cái nó xanh rì, nó xanh lè luôn, nó ngon lắm, nó không có đầm đen xuống. Còn mà nếu mà đi mua ngoài á, nếu mình luộc về cái nó màu nó khác liền bạn. Do đó mình trồng ở nhà mình thích lắm, organic nó rất là thích. Nên tự nhiên đó bạn biết không? Tự nhiên cái cây nó rất là đẹp. Đó bạn thấy cái cải này nè, khi bạn ăn á, bạn đừng có cắt cái góc uổng lắm nha bạn. Bạn bứt cái này cho mình đi, cái phần dưới nè. Bạn cắt bỏ phần dưới, lấy vô mình luộc, còn phần trên nó vẫn mọc nha bạn. Lâu lắm. Thì cái cải này nó sống cao lắm bạn, nó không bao nhiêu đâu. Thì mình trồng trong cái bồn này nè, là bạn thấy rất là đẹp ha, là rất là tiện nghi cho mình trong cái diện tích của mình trồng, mình không có bị nó choáng chỗ bạn biết không. Mình trồng mà nó mới choáng chỗ quá mình thấy mình đúng cũng hơi thiệt thòi, tại vì mình đất mình không có rồi. Nếu bạn ở sân thượng hoặc ở khu nào trên sân thượng á, trên vật là cái nhà nào 2 tầng lầu 3 tầng lầu thì bạn trồng phía trên cũng được, bạn đóng cái vòng tròn cho mình nè, cái vòng tròn nó tiện cái diện tích bằng lắm. Bạn thấy cây cải đẹp không? Quá đẹp ha, cây cải nó đẹp chứ sợ không, nó xanh rì luôn, 5 tuần đó bạn, nó xanh rì luôn đó bạn à. Do đó mình khuyên bạn làm giống như mình nè nha. Thì ít bữa mình sẽ làm nhiều cái video nữa về trồng cây không cho bạn thấy là những cái gì mà lợi lợi nhất nhất các bạn. Cái cải nó đẹp dễ sợ không bạn, không bạn thấy cái lá cây không, nó không có một cái lỗ lủng nào trong này hết, coi như là không có con sâu nào tấn công vô này hết bạn. Nếu bạn muốn một cái cải mà đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa, mà nhanh lẹ mà đẹp á, thì bạn trồng một ban đêm, bằng tối bạn lấy thắp cái đèn cho nó, một cái đèn đèn màu vàng nhé bạn nha, nó thích màu vàng hơn. Đèn vàng nó làm cho cải nó lên ấm á, cái cải ban đêm nó lạnh á, thì một cái màu vàng nó ấm, thì bạn chắp một cái đèn vàng nó cho nó rất là đẹp, nó xanh lắm bạn để ý. Nhưng mà khi mà dùng một cái đèn lên bằng thắp lên á, cái cải nó phát triển rất là nhiều, vì ban đêm á là khí hậu nó dịu xuống, do đó khi cái đèn nó đến đập vô là nó rất là phát triển nhanh. Thì cái cây này bằng cái cải này bạn, nếu mà sống mà bạn trồng trong mấy cái ruộng nhà mà bạn chặt quá đó, hoặc là bạn không có diện tích nữa, thì bạn trồng giống như mình nè, thì rất là mình vừa enjoy nha bạn ha, mình vừa enjoy, mình rất là thích, mình ra mình nhìn nó cũng được. Mình sáng sáng ra mình bứt một lá mình vô nấu canh, bứt nó bứt vài 3 5 70 lá mình nấu một canh nhỏ mình ăn, rồi mình trồng nhiều cái lắm bạn. Đó bạn thấy cái cây cải nó không, rồi bạn nhớ bạn đừng có bứt cái cây nha, đừng có chặt cái cây uổng lắm. Cái cây cải này nó có bông rồi bạn thấy không, cái bông nó rất là đẹp, màu vàng dễ sợ các bạn, vàng khè luôn. Thì nó lên cứ để cho lên đi, mình bứt từ từ dưới thôi, nó cao lên cứ mình lấy giống mình phơi ra mình trồng tháng năm tiếp tục nha bạn. Ok, giờ mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi mình là David Trần, có khi gì có cái comment gì bạn cứ comment vô cái cho mình nha, cho mình David Trần đó bạn.
Thì cái này là cải là mình rất là nghiên cứu về cây, những cái gì mình tốt đẹp mọi và good mình sẽ coi comment cho bạn nha. Ok, giờ mình cảm ơn bạn nhiều, mình đi cái gì ủng hộ cái video cho mình nha bạn ha. Rồi từ mình mới làm đó thì cái gì mình về cây cối thì mà cái gì ủng hộ về rau, những gì bạn muốn comment cho mình thì bạn cứ hỏi mình chỉ với bạn ha. Khi bạn muốn mà cần một cái gì trồng trọt vẫn cái gì thì bạn cứ cho mình biết thì mình để mình góp ý kiến với bạn, mình với bạn cùng nhau cùng góp ý kiến với bạn. Thì mình trồng trong này là một cái diện tích nhỏ lắm nhưng mình tính ra cũng gần 100 cây cải đó bạn, trên 100 cây đó mà thấy không, mà thấy một cụm cây nó rất là đẹp, mình trồng vàng mình ăn là sướng lắm bạn. Mình ra một mức mà cái mình nấu một nồi canh mình bỏ miếng tép vô, trời ơi nó ngon dễ sợ bạn ơi, mình thấy nó đẹp không, nó xanh mà đẹp dễ sợ ha. Mình trồng theo cái từng 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 đó bạn, giống như là lứa nó bự rồi trên nó túm lại rồi nó nhỏ nhỏ lại, nó rất là đẹp cho bạn ha, bạn nhìn bật rất là cảm giác rất là thoải mái ha, cái màu xanh. Ok giờ mình cảm ơn bạn nha, mình tạm dừng cái video này nha bạn, cái gì các bạn ủng hộ cho mình nha bạn ha, rồi thank you bạn rất nhiều.